biển ra xe tiếp cương. Cái kèn coi như là kêu là yêu quý và tâm huyết nhất của tiếp cương. Và bà nói kèn thiến heo biểu diễn nha. Đây máy nè, rồi kỹ thuật chạy sao? Vô sớm. Thấy là vô thấy sai đó. Bóp con. À bóp con. Bóp con. Rồi bóp con lại, dừng lại bóp con. Trời ơi sao chạy hoài vậy? Cậu hưởng nhìn giống biker chuyên nghiệp của ta. Ở trên lầu không thấy anh biết ngay là anh đang lau xe dưới này mà. Chứ sao ta phải chăm sóc xế cưng của tôi chứ. À, su chỉ bo 99 quyền thọ của thích cưng gì ơi. Không mệt nha. Để lâu lắm chạy dưới cũng bụi. Thì đó, bởi vì em học chạy là cũng đúng rồi, để em lấy em chạy mà. Thôi, chạy gì bữa chạy có được đâu. Thôi, vậy là được rồi đó. Trời ơi, ai cũng khen em hả? Thông minh đó, anh không thấy mình lận sao? Có khen hả? Có, nói về mới tập gì mà chạy gì là giỏi rồi. Ờ, thấy cái gì em không? Em chạy được chứ bộ. Cái yên nè, ngắn có luôn để mà chụm này là sao mèo cào cái gì đó. Cái kích thương kỹ không? Ủa, mấy nhà đâu có mèo. Mà, mèo, có mèo cái bên. Biết đâu mà anh chạy qua, anh... Rồi, chiếc 67 này anh lao xong chưa? 67 hả? 7 thì lao xong rồi. Lao thêm đi, lao cho sạch đi. Đặng hồi dắt ra ngoài dẫn em, chỉ em tập chạy chiếc xe này đi. Thôi đi. Chạy rồi chạy. Bữa chiếc xe bo chạy rồi xịt cả đuôi giờ chạy số 7. Trời trời xịt đuôi nào, coi lại clip đi. Ta chạy mượn còn hơn gì nữa. Xịt đuôi đó ai cũng khen hết trơn. Chạy còn khó với xe bo. Tại xe bo nó dán màu nó giống như chiếc quay cream, nó dễ còn 67 dáng đàn ông khó chạy lắm. Nhưng mà em thấy trên mạng nhiều người chạy nhìn ngầu đẹp quá em thích. Mà càng khó em càng thích. Xe của anh là phải chạy được hết. Trời em mới chịu. 67 tình thương của tức cương chạy bậy bạ bị bể hộp số rồi sao? Trời trời lắm như tới bể hộp số vậy. Trời. Em phải như trâu mà chạy gì mà bể hộp số vậy gì. Trời không có gì chị đâu. Không chỉ cái gì, không chỉ cũng phải chỉ nữa. Anh mà không chỉ là em tự động dắt xe rồi lên mạng coi rồi tự động chạy luôn đó. Anh muốn sao cái đó mà mới banh xe đó. Nhưng mà xe của anh nó khó, nó vừa chạy phải cái tay trái là phải bóp còi mới được. Trời ơi. Có sao đâu, đem chạy rồi họ buông ra bóp. Buông âm da tắt máy mà bây giờ phải bóp còi. Thì em làm được, anh phải chỉ em chứ. Có gì đâu. Thôi được rồi. Đi để đi ra ngoài chỗ nào quán tập chứ quần nhất nhà mình đây đông đúc xe cộ không sao cả. Ủa mà cái càng này gắn đây nhớ như nó ở giữa mà. Mới chỉnh chen này á. Thôi mệt quá, đi tập. Ok. Chợ Yên Dạ, Tiếp Cương đã ra đến khu công viên đường vắng, một bên là bờ sông rất lãng mạn của mình. Và hôm nay thì hưởng đòi tập chạy xe hoài quý vị ơi, cho nên Tiếp Cương phải cố gắng chạy ra đây mặc dù trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì để gì nữa. Hưởng em đâu biết đâu. Trời, không biết có luôn hả? Không. Rồi bây giờ Ngọc Thưởng sẽ leo lên chiếc xe thử coi dáng Ngọc Thưởng có phù hợp với chiếc xe không. Nhưng mà bây giờ em phải bật mí cho anh Hiện Giả biết tại sao lại, ủa mà sao này đâu có nón kỳ vậy? Ý nón Ngọc Thưởng bị đội ngược rồi. Nón em đội đúng rồi đó. Vậy hả? Nó vậy mà. Ủa đi xe 67 là phải đội nón đó hả? Phải thể thao chút chứ. Nhưng mà quý vị ơi, thấy Thưởng mặc cái nón này coi bộ hợp với xe Tiếp Cương á. Cái nón kêu có tình đội hả? Đen đỏ nè. Không biết rồi mà. Trời. Xe Tiếp Cương cũng đen đỏ vậy. Trời, cái chân trống gì mà như chân voi vậy. Trời ơi, chân trống ta chân trống vậy mới chắc. Em ngồi lên là khỏi cần ấy luôn, đá lên đi, đá chân trống lên đi. Đó tôi có một cái xịn như mình chê nữa. Hồi nhỏ mà em đi xe này lại ngồi chỗ bình xăng nè, ba bốn chiếc mà. Vậy là Thưởng hồi nhỏ đã từng ngồi 67 rồi hả? Dạ mà không biết chạy nên giờ em lớn rồi thấy anh có nên em muốn chạy. Vậy là lý do tại bật miếu gì khán giả, lý do tại sao muốn chạy xe 67 là do tại sao? Là tại vì ba em có xe nên là bây giờ em muốn chạy hoài niệm lại ngày xưa. Nhưng mà Tiếp Cương thấy Ngọc Thưởng ngồi xe 67 cái chân trống đâu tới đâu. Ở trong tới nghiêng qua là tới rồi. Thấy giò nhón nhón kìa. Ai chạy xe mà không nhón. Tôi ngồi đâu có nhón đâu. Cái này là ngồi không lót miếng là cấn đít nha. Vậy cái hả? Chỗ này nè anh. Cái bình xăng ta bả biểu cái bình xăng ta có ngấn đó mà bị cấn đít. Ê cái này mình mài cho nó bằng là được không? Thôi thôi thôi, trời ơi mất zin của người ta hết. Ủa, xe người ta được. Tại vì nó thiết kế nó bị ngấn nên mình mài cho nó bằng lại. Nguyên cái xe tôi được có cái bình xăng là zin rồi, bả biểu mài cái là rụng nụ luôn.
Rồi nhưng mà cái quan trọng xe này phải vừa chạy vừa bóp kèn á, đúng rồi. Không biết bóp kèn không? Cái này ở dưới quê em bóp là người kêu lại nha. Kêu lại làm gì? Kêu lại tiếng heo. Chạy nghĩ ra xe tiếng cương. Cái kèn coi như là kêu là yêu quý và tâm huyết nhất của tiếng cương. Và bà nói kèn tiếng heo. Rồi bây giờ Ngọc Hưởng biết kỹ thuật chạy chưa? Xe này có gì đâu, giống xe bò thôi, một trước 5 sao đúng không? Không phải em ơi, một trước 5 sao á là su xe bò, còn 6-7 là có một trước 4 sao là có 5 số thôi. Thì nó cũng giống vậy thôi, cũng một trước 4 sao thôi, cái kia 5 thì này 4 thôi còn dễ nữa. Nhưng mà xe anh á không phải là số zin. Xe anh á là xe độ hộp số 4 số CD. Là em 4 buộc CD là biết gì không? Là 4 số trước, hiểu không? À, này số trước thôi, số sau ha. Số trước, 4 số trước thôi, để anh biểu diễn cho em. Vậy là số trước còn dễ nữa. Ừ, nhưng mà được cái xe 6-7 anh nó có đề, em chạy nó khỏe. Em chạy nó khỏe, đó. Em sẽ chỉ em cái cách này. Xe này thật sự anh nghĩ chạy nó dễ hơn xe bo 2 thì buông ra dễ tắt máy hơn. Nhưng mà có điều xe này á, nó hơi khó chạy là nó có cái bình xăng. Đây nè, với cái di đông nó thấp hơn xe bo. Nhưng mà chính ra nếu mà người ta chạy gành á, mình xăng mình ôm cái chân vô mình xăng mình bẻ lái sướng hơn. Ôm như nè, biểu diễn nha. Để máy nè, rồi kỹ thuật chạy sao? Vô số. Thấy là vô thấy sai đó. Bóp con. À bóp con. Bóp con. Rồi bóp đạp. Con rồi đạp vô đâu? Số. Đạp vô số đó. Rồi mình nhả ra nè, đó là mình vừa kết hợp vừa buông ga vừa dặn. Vừa buông tay âm gia ra vừa dặn ga là nó chạy đó, thấy không? Xì bo bữa hổm nè, hiểu chưa? Là bóp vô mới vô số. Đúng rồi bóp. Còn chạy thì buông ra. Chạy không buông ra xe đâu chạy tới. Này bóp vô này buông ra nè, vừa bóp vừa buông ra vừa buông tay con ra vừa rịn ga là chạy nè. Đó. Bây giờ Ngọc Thưởng sẽ chỗ tài bắt đầu chạy nha. Đầu tiên có gì vậy? Bật công tắc. Chuyên nghiệp quá. Rồi lên đèn mo rồi. Rồi đề máy. Bây giờ lý thuyết là ấy rồi đó. Lý thuyết là thuộc bài giờ vô thành. Giờ chạy sao? Bút con. Rồi. Rồi vô số luôn hả? Ủa chứ không phải vô số. Trời ơi, phải vừa bút con thì vô số, người ta bóp con nó mới vô số chị hai ơi. Rồi nhả ra kết hợp vừa nhả ra từ từ. Vừa điện ra chạy. Chạy đi. Ôi bả lẹ quá trời luôn. Vô số bóp con vô số, đúng rồi. Chạy thẳng luôn. Trời ơi, Thưởng chuyên nghiệp quá rồi. Rồi, chạy vòng qua đây. Trời trời, bóp buông tay luôn. Quá dữ Thưởng ơi. Rồi, bóp con lại, dừng lại bóp con. Trời ơi, sao chạy quay vậy? Bóp con là đạp. Đạp trước cho hết số. Trời ơi, như vậy là thú vị. Từ lúc tập xì bo giờ Thưởng qua chiếc 6-7 này, Tiết Cương không tốn một coi như là công sức gì. Cô ấy chạy quá nhẹ nhàng mà em thấy chiếc này với chiếc xì bo chiếc nào dễ chạy hơn? Chiếc này dễ chạy hơn. Dễ hơn không? Xì bo nó hơi khó, tại nó hay thì nó hơi khó, cái ga nó không mạnh. Rồi bây giờ Ngọc Thưởng sẽ tự tin chưa? Quá tự tin rồi. Tự tin rồi, giờ Ngọc Thưởng sẽ tiếp tục trải nghiệm trên những cung đường. Wow, Ngọc Thưởng quá chuyên nghiệm quý vị ơi. Cô ấy như là một biker. Ngọc Thưởng sắp tới có định đi phượt không? Về dám chạy từ chiếc xe 6-7 một mình vậy về Kiên Giang không Thưởng? Em sợ hẹn về lâu tới đó, tại người ta kêu lại. Kêu lại chị. Vừa chạy. Vừa chạy vừa ghé dọc đường để làm kiếm tiền sang. Thành nghề luôn. Quá dữ. Quá dữ.
có hưởng đi chiếc 67 này đi làm đi học mỗi ngày luôn được. Đi chiếc này với chiếc gì bò. Vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, hai chiếc xe yêu quý nhất của tôi ở đòi lấy hết luôn. Quá ngon lành luôn. Rồi trả số chưa? Thì vô số cho hết nè. Đạp số 1. Rồi, tắt máy. Biết chỗ nào tắt máy không? Không nhớ, chạy xe biết chỗ nào tắt máy luôn. Rồi, sau khi trải nghiệm chiếc 67 tình thương huyền thoại của Tiết Cương, Ngọc Thưởng cảm giác như thế nào? Em thấy cái xe này chạy nó có vẻ đi nó nhẹ nhàng anh, như là nó cái hình dáng nó gì nè, cho nên nó không có cản gió. À đúng rồi, chính xác. Cái người Nhật, em lên ga không có mạnh nhưng mà nó đi cũng nhanh nữa. Người Nhật họ thiết kế số 7 chạy rất là tiện lợi bởi vì cái sự lướt gió của nó. Nhưng mà dáng ngồi cũng thoải mái nữa. Vậy hả? Vậy sao anh ngồi anh thấy cái lưng anh dài, anh ngồi thấy nó hơi bị vướng xíu. Anh cao cho nên là anh ngồi nó không thoải mái, nhưng mà em ngắn hơn anh, em lùn hơn anh, ngồi nó thoải mái. Rồi. Kiểu như xe này là để cho em vậy đó anh. Rồi. Như vậy là thú vị, từ nay Tiết Cương lại từ chiếc xe bo đã bị rơi rụng giờ tới chiếc 67 đã cũng từ từ thuộc về tay của Ngọc Thưởng luôn rồi. Rất là buồn gầu. Trời ơi. Cảm ơn Ngọc Thưởng đã, ý là không có cái hiện giả đã theo dõi clip Tiết Cương tập chạy xe cho Ngọc Thưởng, mà đâu có tập gì đâu, vừa lên là chạy được luôn. Sắp tới còn muốn tập chiếc nào nữa không? Từ từ em để em nghiên cứu, còn chiếc nào thích nhau. Rồi. Cảm ơn quý vị khán giả theo dõi clip. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những clip sau.